Sáng ngày 9 tháng 1, Hội Nông dân phường Tràng Minh tổ chức đại hội lần thứ 6 nhiệm kỳ 2023-2028. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Thuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận, cùng dự có lãnh đạo Hội Nông dân quận. Trên cơ sở mục tiêu đại hội năm, đẩy mạnh phong trào thi đua nước, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của hội, phát động phong trào nông dân, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, Hội Nông dân phường Tràng Minh đã tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Hội quản lý nguồn vốn vay dư nợ 4,8 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội cho 114 hộ vay, vận động hội viên đóng góp hơn 100 triệu đồng xây dựng đường giao thông nội đồng, phục vụ sản xuất và đường giao thông trong khu dân cư. Trong 5 năm, hội có gần 2.000 lượt hộ đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, 95% gia đình hội viên được công nhận gia đình văn hóa. Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân phường Tràng Minh phấn đấu 100% cán bộ hội được đào tạo tập huấn kiến thức do các cấp hội tổ chức, 70% gia đình hội viên nghèo được vay vốn thông qua tổ chức hội để phát triển kinh tế, kết nạp 25-30 hội viên mới, 75-80% hộ nông nghiệp đăng ký và từ 70% trở lên hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Hàng năm đăng ký giúp đỡ 2-3 hộ thoát nghèo, 100% gia đình hội viên đăng ký gia đình văn hóa và tỷ lệ đạt từ 95% trở lên. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Nông dân phường Tràng Minh khóa 6, nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 9 ủy viên, bầu đoàn đại biểu gồm 14 người dự đại hội cấp trên. Nhân dịp này, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân phường Tràng Minh, nhiệm kỳ 2018-2023 được biểu dương khen thưởng.